Xin chào mọi người, mình là Dũng, kỹ thuật viên đến từ Solid Shop. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm sao để ta đánh số dây trong một cái trang thiết kế mạch của SolidWorks Electrical 2D. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nha. Thì sau khi mà bạn thiết kế một cái mạch xong á, bạn vẽ dây xong rồi, bạn gắn thiết bị xong rồi, thì ở trên mạch này nó chỉ có số của những cái cổng ngõ vào, ngõ ra của cái thiết bị thôi. Ví dụ như đây trên hình là cái Q1 thì có đầu số 1 này, đầu số 3, đầu số 5, ở tương tự bên dưới sẽ là đầu số 2, 4, 6 đó. Rồi tiếp theo qua mạch control điều khiển, đó thì nó cũng chỉ có tên của những cái cổng của thiết bị thôi. Cổng 13, 14, rồi S2 thì có cái cổng số 1, số 2. Vậy thì giờ làm sao? Sau khi mà vẽ dây xong rồi thì làm sao mà ta show được ra cái tên của dây để mà ta biết đường ta đấu nối. Thì bây giờ ta sẽ vào thẻ process này, ta chọn number new wire, rồi ta chọn Z đó. Thì sau khi nó load xong thì ta sẽ thấy trên cái mạch của ta sẽ có số của những sợi dây này. Dây 44 đây, nối từ vị trí này đến vị trí này. Rồi dây 45 này, đó, thì đây là số dây. Rồi ta qua bên mạch power này cũng thế đó. Thì đây dây số 18 này, dây số 19 này, dây số 20 này. Thì đây là cái cách để ta đánh số dây trong cái mạch schematic ở SolidWorks Electrical. Thì cái hướng dẫn đến đây là kết thúc. Nếu như mà bạn có thắc mắc thì bạn có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại của Solid Shop, hay là bạn có thể comment dưới cái video này kèm theo tên và số điện thoại để mà kỹ thuật của Solid Shop liên hệ trực tiếp với các bạn, giúp mọi người giải đáp cái thắc mắc một cách tốt nhất. Mình xin cảm ơn.